Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Nhất Long Audio Hà Nội, một kênh chuyên giới thiệu sản phẩm và test các sản phẩm mà gửi đến quý vị và các bạn cùng tham khảo. Và hôm nay cũng như thường lệ, bên em về được 3 mặt hàng, một là chiếc âm ly và hai chiếc đầu, để giới thiệu cho quý vị và các bạn cùng tham khảo. Đầu tiên bên em là chiếc đầu CD, chiếc đầu CD Pioneer T07. Đấy, về trong tình trạng là hoạt động hoàn hảo tất cả các chức năng, mặt thì là đẹp xuất sắc luôn. Đấy, hoạt động hoàn hảo. Và thứ hai là chiếc âm ly Acouphase E408, hàng đẹp xuất sắc nguyên bản 100%. Và bên kia đó là chiếc đầu CD Marantz 72A, cũng là hoạt động hoàn hảo tất cả các chức năng. Và bây giờ em sẽ đi quay vào chi tiết cho quý vị và các bạn cùng tham khảo. Vâng, đầu tiên đó là chiếc đầu CD Pioneer T07. Mặt thì là rất đẹp các bác nhé. Con này là mặt rất rất đẹp luôn. Và trên lóc là nó có những cái vết xước này, các bác có nhìn thấy không? Trên lóc là có những cái vết xước này. Trên lóc có những vết xước thì nó sẽ không ảnh hưởng đến chất âm, và em sẽ bán giá rất là tốt cho các bác luôn. Là con đầu này là em bán với giá 9,5 triệu. 9 triệu rưỡi là đương nhiên là rẻ hơn giá thị trường, mới rơi khoảng tầm rẻ hơn thị trường khoảng tầm 3 triệu đến 3 triệu rưỡi luôn các bác nhé. Đấy, rẻ hơn thị trường so với 3 triệu rưỡi. Và bây giờ em sẽ test các chức năng cho các bác này. Top này. Đấy, rất là ngọt ngào luôn các bác. Êm ái. Và đây, con này dòng này nó chạy đĩa ngược các bác nhé. Đấy, chạy đĩa ngược. Đấy, qua các sản phẩm em sẽ test luôn cho các bác. Để cái này, đấy, con này nhận rất là tốt luôn. Hoạt động hoàn hảo tất cả các chức năng. Đấy, bấm nhảy khóc bài. Các bác xem nhé, mặt mũi không một vết xước, trên mỗi trên lóc này nó có mấy vết xước kiểu như là nó vận chuyển để chồng lên nhau các bác. Đấy, thì là con này em đang bán giá 9,5 triệu, đẹp xuất sắc, thì không một vết gì, thì bây giờ giá thị trường như khoảng tầm 12,5 triệu đến 13 triệu, có chỗ các chỗ bán 14 triệu. Đấy, con T07 này em bán 9,5 triệu được các bác. Và bên này nó là chiếc âm ly Acouphase, âm ly Acouphase E408. Con này thì là hàng cao cấp rồi các bác. Đấy, đây bên này nó là đường input selector, các đường vào đây. Con này thì đẹp xuất sắc, không một lỗi lầm gì cả. Đây là các đường vào coi nhé, các ngõ vào này. Và dòng này nó thiết kế hai đồng hồ vu rất là đẹp. Và khi các bác bấm vào chức năng nào, nó sẽ hiển thị một cái đèn đỏ lên đây. Thì đây là cấp lắp cửa ben này, đây là AB đấy. Copy recorder, rồi là com này, com là lau lướt này các bác. Đấy, tone khi bác nhả ra thì là đánh không qua bài bắt xếp này. Đây bát này, chép bè ba lăng này. Đây là cửa ben này. Và về với khiển zin luôn các bác nhé. Đấy, về khiển zin luôn này. Và bên này là chiếc đầu Marantz. Đấy, chiếc đầu Marantz 72A.
về trong tình trạng đẹp xuất sắc. Và bây giờ em sẽ test một đoạn nhạc cho các bác cùng nghe thử về. Em đang phát bằng con đầu Tuner T07 các bác nhé. Vâng, và tiếp theo em sẽ test con đầu CD Marang 72 cho các bác cùng tham khảo. Con này cũng đọc rất là tốt, tình trạng đọc rất tốt, đẹp xuất sắc luôn. Con này em đang bán với giá là 13.500.000 đồng các bác. Nách bài con này đấy, đọc rất là tốt luôn các bác. Những cái đầu này về trong tình trạng đẹp xuất sắc, hoạt động hoàn hảo tất cả các chức năng. Và em sẽ thử cái phần cơ cho các bác. Tốt. Cơ ra rất là êm ái luôn. Vâng, video giới thiệu sản phẩm cũng như test sản phẩm đến đây em xin dừng. Quý vị và các bạn có nhu cầu xin liên hệ theo số điện thoại em đăng ký trên kênh, và quý vị đừng quên bấm vào đăng ký kênh ủng hộ giúp em. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video sau.